cho tôi được gửi niềm thương nhớ, ở lại cùng em với mảnh đất này. Sự vương vấn gây thương gây nhớ ấy có thể đến với bất cứ ai khi về với thôn Trung Lĩnh, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê. Từ một miền quê khó khăn nhưng bằng tinh thần đoàn kết, bằng khát vọng vươn lên, người dân nơi đây đã dựng xây Trung Lĩnh thành một miền quê xanh và trù phú. Giữa cây nắng của tháng 7, trên những con đường của thôn Trung Lĩnh vẫn ngập trong sắc xanh của lá, sắc vàng của quả và sắc đỏ của hoa. Tường vi, phượng, bông trang đua nhau bung nở. Một miền quê ở vùng Sơn Cước được ví như nơi đã gánh hết mưa nắng về mình. Nhưng nhờ bàn tay cần cù của mỗi người dân, Trung Lĩnh đã có sự thay đổi mạnh mẽ từ đời sống vật chất của người dân đến cảnh sắc làng quê. Thiên nhiên cũng không được là ưu đãi lắm, nhưng mà người dân ở đây sống rất là hòa thuận, đoàn kết và cùng xây dựng để được một cái vùng nông thôn rất là trong lành, cuộc sống vui vẻ, hòa thuận. Để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu một cách bền vững, thực chất, người dân trong thôn đã chọn việc cải tạo, quy hoạch lại vườn đồi để làm trước. Với lợi thế về trồng cây ăn quả, nhất là bưởi Phúc Trạch, người dân thôn Trung Lĩnh đã mạnh dạn đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học vào trồng và chăm sóc cây bưởi. Cây bưởi Phúc Trạch đã không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân, mà còn góp phần làm cho cảnh sắc làng quê càng trở nên thanh bình và giàu sức sống. Đến nay, diện tích trồng bưởi Phúc Trạch của thôn Trung Lĩnh là 40 ha, tăng 20 ha so với năm 2015. Từ khi mà xây dựng nông thôn mới, nhất là cải tạo vườn tạp làm vườn mẫu, thì cái lợi ích đầu tiên nhìn được là cái cảnh quan. Khách khứa bạn bè đến là ai cũng thích là ra thăm thú vườn. Rồi là trong vườn lúc nào cũng sạch sẽ, vì các cái hệ thống là từ cái nước thải cho đến rác thải các thứ là được xử lý rất bài bản, cho nên là cũng cảm thấy rất là thoải mái. Địa hình rộng, dân cư phân tán, cộng với điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng bằng sự bền bỉ, phấn đấu không mệt mỏi, người dân thôn Trung Lĩnh đã xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm 2019. Và cũng từ đó đến nay, các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được người dân duy trì thường xuyên. Động viên bà con nhân dân để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và đồng hành với là xã Hương Trạch để thực hiện kế hoạch là xã là về đích nông thôn mới nâng cao. Và đặc biệt ở là đơn vị Trung Lĩnh là nhân dân đang phát huy cái truyền thống của quê hương anh hùng và về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong bưởi Phúc Trạch là có danh tiếng trên cả tỉnh và cả nước. Kinh tế phát triển mạnh, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Điều đó đã giúp Trung Lĩnh thuận lợi trong huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hôm nay về với Trung Lĩnh, mọi người sẽ không chỉ được ngắm những khu vườn ngập tràn cây trái, còn được rảo bước trên những con đường bê tông trải rộng. Trung Lĩnh đã phát huy được vai trò trách nhiệm của chi bộ, rồi ban mặt trận thôn, đoàn kết xây dựng. Từ đó đến nay thì phát huy được cái tinh thần đó, cho nên là duy trì và phát triển cái thôn này rất là tốt. Phát triển kinh tế xã hội, rồi là về các cái mặt là văn hóa thể thao. Đây là một cái thôn cũng đi đầu ở trong những cái là các cái phong trào. Đặc biệt là thôn thì có đông dân, nhưng mà cái đồng lòng của người dân trong cái việc là xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn nâng cao. Đi trong ngọt ngào hương bưởi, say với hương rừng, với vị ngọt, vị thơm của hoa trái cùng tình người, càng thêm trân quý, thêm yêu những con người đã vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để dựng xây Trung Lĩnh trở thành một miền quê xanh mướt, trù phú như hôm nay.